Tama và FC 24 trong giải bóng đá Trinh Lương lần thứ tư năm 2022. Và hai đội đang làm những thủ tục đầu tiên mới bước vào trận chung kết này. Giải bóng đá của chúng ta đã đi một chặng đường rất dài và đây là những chặng đường cuối cùng, trận đấu cuối cùng trong giải bóng đá, trận chung kết giữa Liên Quân. Ở hiệp 1 trận chung kết giữa FC Liên Quân Tà Mau và FC 24 đã chính thức được bắt đầu. Bên phía có lẽ sẽ là một tình huống cầu bóng vào trong. Không được, không có cái bóng áo đỏ nào có thể chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Phản công dành cho các cầu thủ FC 24. Đang là số 15 Cao Thức, đường chuyền tốt của Cao Thức. Và đó là Xuân Sơn, số 11 của các cầu thủ 24 đã lập công. 1-0 dành cho các cầu thủ áo đen. Bàn thắng đến từ rất sớm dành cho các cầu thủ trẻ bên phía FC 24. Một tình huống phản công chớp nhoáng rất hay. Trận đấu của chúng ta đã có bàn thắng từ rất sớm. Và bàn thắng này chắc chắn sẽ khiến cho trận chung kết của chúng ta trở nên... đã thực hiện một tình huống xử lý định đấu lại vỡ cột và dứt điểm. Trong tình huống vừa rồi thì hoàn toàn Đình Công có thể đưa cho mình một lựa chọn, đó là dứt điểm ngay. Rồi! Tình huống chèo bóng thẳng vào phía khung thành của Đình Tùng. Đình Tùng lại một lần nữa chơi tập trung. Phạt góc dành cho cầu thủ. Đường chuyền tốt, khá trúng trải, dứt điểm, không thành công. Người vừa có tình huống dứt điểm vừa rồi là số 23 Công An. Một tình huống đệm bóng bằng chân trái nhưng bóng lại đi. Rồi! Dứt điểm đi, không được. Người vừa có cơ hội vừa rồi là Tuấn Linh. Cú dứt điểm hơi vội vàng của Tuấn Linh. Và chuẩn bị sẽ có... chưa có nhiều sự nguy hiểm trong những tình huống cố định của các cầu thủ Tam Ảo. Cầu bóng vào trong, đánh đâu. Tình huống chạm bóng cuối cùng là của Đình Công. Nhưng anh đã không thể đưa được bóng vào trong khung gỗ của các cầu thủ. Bàn thắng có thể đến được bất cứ lúc nào. Đây là Công An. Dứt điểm, cú dứt điểm bằng chân trái của Công An nhưng đã bị sự theo kèm rất sát của Phạm Thắng. Và cú dứt điểm trực tiếp cách khung thành khoảng chừng 20m. Dứt điểm, một tình huống dứt điểm kỹ thuật của số 5 Đăng Đức bên phía cầu thủ Tam Mao. Gần với Tam Mao rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem những phút tiếp theo các cầu thủ Liên Quân Tam Mao sẽ thi đấu như thế nào. Sau sự tiếp sức của cổ động viên bên phía các cầu thủ Tà Mau ở ngoài khu vực sân bên phía các cầu thủ 24. Cầu bóng vào trong, đánh đâu. Và lần này thì đã có bàn thắng dấu hòa dành cho cầu thủ Liên Quân Tà Mau. Bàn thắng quý như vàng của một cầu thủ bên phía Liên Quân Tà Mau. Rất hay, trận đấu đã trở về vạch xuất phát. 1-1 dành cho cả hai đội. Và người ghi bàn có lẽ là đội trưởng số 6 Đinh Cường. Coi, không được. Lại đang đứng trước cho mình tình huống đá phạt. Đường chuyền sang dành cho Cao Thức. Cú dứt điểm không trúng tầm bóng của Cao Thức. Rất đáng tiếc. Các cầu thủ FC tiếp tục sẽ là tình huống đá biên thuộc về các cầu thủ Liên Quân Tam Mao. Đánh đâu! 2-1 dành cho cầu thủ Liên Quân Tam Mao. Và lần này thì cuối cùng Đình Công cũng đã thực hiện tình huống đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Tùng sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ trước đó. Và bây giờ khó khăn sẽ đến với các cầu thủ FC 24 khi mà lần đầu tiên nó sẽ bị dẫn trước ở trong trận chung kết này. Các cầu thủ FC Liên Quân Tam Mao đang cho thấy được sự ra dơ của mình khi mà đã để các cầu thủ trẻ buông đá viên lên dành cho các cầu thủ Liên Quân Tam Mao. Có lẽ các cầu thủ Liên Quân Tam Mao cũng không mặn mà. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận chung kết giữa FC Liên Quân Tà Mau và FC 24. Chức cúp vô địch sẽ thuộc về các cầu thủ Liên Quân Tà Mau với chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho các chiến binh áo đỏ.
một sự kết thúc mỹ mãn dành cho các cầu thủ Liên Quân Tam Hào. Một sự bền bỉ, một sự không bỏ cuộc của các chiến binh áo đỏ. Chúc mừng các cầu thủ Liên Quân Tam Hào và họ sẽ nâng chiếc cúp vàng trong giải bóng đá vô địch Trinh Lương lần thứ tư năm 2022. Và lúc này thì các khán giả đã ùa vào để chúc mừng cùng với đội bóng Liên Quân Tam Hào. Và cũng chúc mừng các cầu thủ FC 2K4, họ đã nỗ lực rất tốt ở trong trận chung kết này, đã gây ra sự khó khăn nhất định dành cho cầu thủ Liên Quân Tam Hào. Và họ xứng đáng với tấm huy chương bạc trong giải bóng đá lần này.